Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình là những môn học tập sắp giảng khi giáo lý của Đức Bình Giáo Chủ. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đọc giảng viên Võ Hoàng Nhân đọc một đoạn chú trong bài Thu Đạo Hối Sinh Cân Bản của Phật. Bánh tâm cầu đứng thừa gian theo đòi điên bốc nhớ đuổi vàng cùng kiếm ta là thư sĩ chẳng liền lo nghề ngày hút cũng viên chuyên trần cấu tàu
Nam mô A Di Đà Phật.